Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình gả chiếc bà lách nha anh em. Bà lách đồ cũng khá đẹp nha anh em. Toàn bộ là máy, áo, nói chung là còn gì thì mình sẽ quay chi tiết lên đây cho anh em cần mua nha. Bộ ốc, qua lăng, mâm lửa, củ đề gì đó. Chứ riêng bộ áo gợt ít nha anh em. Còn bộ áo gợt ít bữa hổm nè, 2020 nè. Bữa hổm mình có quay đó, xe 4.000 cây đó nha anh em. Y như mới, tại vì khách dặn rồi mà khách không lấy nha anh em. Tại vì khách kêu để đó rồi khách lấy, rồi khách chuyển khoản. Nói chung là dạng như người ta đặt, người ta dặn rồi mà người ta không lấy hàng đó nha anh em. Là mà mình cũng chờ, bữa hổm cũng nhiều anh em hỏi lắm nè, mà mình không bán nè. Bộ áo gạch tiết đẹp, nó có đầy đủ đồ luôn nha anh em. Nhan nè, chó đèn nè, đít đèn nè, nó có chó đèn đồ đầy đủ luôn nha anh em. Nói chung là mũ là có đầy đủ hết, toàn bộ đẹp. Nói chung là nó có đầy nguyên bộ luôn đó. Nó có chó đèn pha trước nè, đèn hậu rồi là sao hết, đế nhan rồi hết luôn nha anh em. À, mấy cái đế nhan bóng đèn rồi còn hết luôn nè. Thì bộ áo này y như mới luôn nha anh em. Nè, nó màu xám đen, đỏ nè, đen nè, rồi mặt nạ màu xám nè. Thì nguyên bộ áo này bán cho anh em có giá là 2 triệu nha anh em, nguyên bộ luôn, đầy đủ đồ luôn, giá rẻ cho anh em luôn, chỉ 2 triệu. Bữa hổm là mình nhớ là có 3-4 anh nào điện hỏi mình mà mình nói là khách chốt rồi mình không bán. Bây giờ anh em nào cần mua thì cứ việc alo lại mình nha. Rồi bây giờ đã quay chi tiết những món đồ chiếc bà lách hôm nay nha anh em. Bà lách hôm nay thì trước tiên thì cái dàn áo nha anh em. Đó, cái dàn áo thì nó có đầy đủ đồ luôn, tem bọng đồ là còn đầy đủ hết, zin hết nha anh em. Thì dàn áo này cũng có chạy chút đỉnh, thì nếu mà nó chạy thì bán cho anh em theo cái giá chạy nha. Đó, bẩn bọng đồ nó có đầy đủ, không gãy ngàm gì nha anh em, bao cho anh em là đẹp, không gãy ngàm nha. Ngàm bọng là còn ok hết, can sò ben này giờ anh em mà chỉ việc chùi rửa ra thôi rất là đẹp nha. Bộ áo này còn đẹp lắm, tại áo này thì mình bán rẻ cho anh em luôn. Nó bộ áo này là đủ đồ nha anh em, thì bộ áo này mình bán cho anh em với giá là 1,1 triệu là đủ đồ. Thì đủ đồ thì nó có những gì nha anh em, bẩn bọng thì mũ thì không nói đi, thì mình sẽ bán kèm cho anh em, tặng cho anh em luôn cái pha đèn nè, có bóng đèn led luôn nè. Đó, bóng đèn led tốt nè, nhan bọng luôn nè, có đèn zin nha anh em, đuôi đèn nè, đó đuôi đèn bà lắc luôn đó, mấy cái nút zin nè mình tặng cho anh em luôn nè, đó nút đèn là zin luôn. Đó, mấy cái nút này anh em mua mắc tiền lắm nha anh em, 40-50 ngàn một nút nha, mà 5 nút này là anh em mua tầm khoảng là đã 200 mấy rồi đó. Tặng cho anh em luôn, thì nguyên bộ mình tặng cho anh em. Nói chung anh em nào mà muốn xài bộ áo bà lắc này thì giá là bao rẻ cho anh em, chỉ có 1,1 triệu thôi nha anh em, đủ đồ nha. Nguyên bộ áo bà lắc mà giá chỉ có 1,1 triệu mà đủ đồ, tặng cho anh em chó đèn, đít đèn nữa thì nó quá rẻ luôn, 1,1 triệu nha anh em. Rồi bây giờ để anh quay chi tiết những cái phần máy móc rồi bô bọng gì nha, rồi mình quay từ đây qua luôn. Thì cái thùng yên, cái thùng yên, cái thùng đồ nè bà lắc với cái yên đẹp, yên này đẹp nha anh em, da zin nó luôn, mút còn dày cui luôn, đẹp nha. Thì bán cho anh em thùng yên 400 ngàn đó, anh em nào mua thì cái gì alo, thùng yên 400 ngàn. Rồi bây giờ tới mình quay mấy cái phần máy. Thì cái nồi này là người ta có làm độ, là có làm rồi nha anh em, người ta làm cho nó bốc lên, người ta chạy nó làm nồi thuốc gì nè, nồi thuốc Long An gì nè đó. Thì mình thấy cái mẫu người ta làm vậy đó nha anh em, chạy rất là yên, rất là bốc nha. Nồi thì có làm rồi, thì bao cho anh em là không hú không giọng, mình bán cho anh em với giá là 700 ngàn. Nồi này là 110 nha anh em, gắn quay ớt 110 là đồ xài chung nha, đồ bà lắc 110 này xài chung mấy quay ớt 110 thì nó sẽ có đầy đủ đồ nha anh em. Muỗng bọng rồi nè, đó bố bọng rồi nè, đẹp hết. Nói chung là người ta làm rất là đẹp nha anh em, bố zin nè rất là đẹp nè đó. Nói chung là nồi này là xe đang chạy nha anh em, chạy rất là bốc luôn nè anh em, giờ y như mới luôn, thấy không, nó mấy ton nè. Tại vì người ta muốn mạnh nữa, người ta làm cho mạnh lên người ta chạy, thì anh em nào muốn mạnh thì anh em mua bộ nồi này giờ gáp vô thì bán cho anh em với giá là bộ nồi này 700 ngàn nha, quá rẻ luôn, 700 ngàn, zin hết nha anh em. Còn bộ là chuông nồi nè, chuồng heo đồ này, cái ốc lò xo là zin hết nha. Rồi tới cái bộ số, cái bộ số thì bán cho anh em đủ đồ nè, cốt nhông số nè, thêm các cái móc số, cần số đó, giò đạp luôn, cần đạp luôn, đây cái cốt đạp luôn nè, thì bán cho anh em với giá là 600 ngàn đó, 600 ngàn.
Đồ số quay 110 nha anh em. Quay ớt 110 nha, quay 100 là xài chung không được nha anh em. Rồi tới cái bộ đầu. Cái bộ đầu này là người ta có độ có làm lộ lên 55 hay 56 gì này nha anh em, 54, 55, 56 mình tới thì mình cũng có đồ mình đo. Thì người ta xài cái cốt cam lớn nè. Cốt cam lớn nè, đó, xúc bắp đồ đầy đủ. À, trái bê tông lớn của người ta làm này nha anh em. Cái này chắc cỡ 54, 55 à. Không phải năm không tới 56 tại mình có đồ đo nha anh em. Ta mới làm nè còn khá đẹp nha. Đó, anh em nào muốn mà xe 110 nào mà yếu yếu, anh em muốn chở độ, anh em mua cái bộ này về anh em gáp vô. Bộ đầu lòng nè. Đó. Anh em mua về gáp vô là chạy bao im cho anh em luôn. Cam cọ cọ này là cọ zin luôn nha anh em. Thì cái bộ đầu lòng này đó thì mình anh em nào muốn mua lẻ thì bán lẻ, còn bán dưa chung á thì bán cho anh em nguyên bộ này là 1,3 triệu. Lòng đầu bò là 1,3 triệu. Đẹp hết nha, máy cái này người ta đang chạy nha anh em, hoạt động ok nha, không bị kêu gì hết nha. Đang máy nó chạy rất là êm luôn. Bài này người ta làm rất là êm nha anh em. Có móc mắt đồ sẵn hết rồi. Rồi, 1,3 triệu. Để mình lên. 1,3 triệu, nồi 700. Bộ số 600. Đó, rồi cây dên. Cây dên này đẹp nha anh em. Cây dên 110 đẹp nè. Vậy anh em nào muốn độ vô mà xe 100 thì vẫn được bình thường nha anh em. Dên này vô xe 100 được bình thường nha. Mình bán cây dên này cho anh em 800.000. Đó, cây dên 800. Cây dên này vô xe 100 được nha anh em. Độ vô xe 100 được 800. Rồi mình bán cho anh em cái lốc nồi. Mình bán cho anh em với giá là 250.000. Lốc nồi 110 xài chung hết nha anh em. 110 là xài chung hết luôn. Rồi bộ qua lăng mâm lửa đẹp nha anh em. Qua lăng mâm lửa zin đẹp nè. Qua lăng cũng còn đẹp keng luôn. Thì cái bộ qua lăng mâm lửa đẹp này thì mình bán cho anh em với giá là 800.000 nha anh em. 800. Quay hết 110 800. 800.000 nha anh em. Rồi tới cái bộ củ đề. Củ đề này còn hoạt động bình thường nha anh em. Đề zin đẹp nha. Thì cái củ đề này mình bán cho anh em với giá là 350.000. 350.000, đời quay 110 là xài chung hết nha anh em. Nếu mà anh em nào xe 110 là xài chung hết, không có kén xe. Rồi cái ổ phá. Ổ phá này thì 2 dây nha anh em. Thì ổ phá 2 dây này anh em xài cho QS 110, mấy xe đời 208, 209, đồ 2010, đồ trở lên tới 2014, 16 là xài chung, 17 xài chung luôn nha anh em. Nói chung xe anh em nào mà để ý là có 2 dây nè là xài chung, ổ phá sau thì cũng xài chung luôn. Rồi cái ổ phá này mình bán cho anh em với giá là 300.000. Xài chung tất cả các loại xe của 110 nha anh em. Nếu mà xe anh em 2 dây là xài chung được hết. Nó không có kén, máy này là dễ xài nè. Rồi cái đường dây điện. Cái đường dây điện 110 đẹp nè nha anh em. 110 nè, anh em gắn cho QS 110 đồ được luôn nha anh em, QS mà đầy đầu đồ đó. Nói chung là xài chung được hết nè. Tại vì máy này là nó trùng dây đầy đầu nha anh em. Thì cái bộ dây QS 110 đầy đầu này thì chung với xe đời đầu này bán cho anh em với giá là 300.000 nha. Bộ dây 300.000. Cục IC. Cục IC zin nha anh em, bán cho anh em 400.000. Cục bên sườn 250.000. Cục sạc 150.000. Con cốc đời zin 150.000. Đó, anh em muốn mua lẻ thì mua nguyên bộ thì mua. Còn cái bộ chế hòa khí này của hàng 110 này á thì anh em nào mua thì mình để cho anh em với giá là 200.000 nha anh em. 200.000 nè. Đó, bộ chế hòa khí này là 200.000 nha anh em. Rồi tới cái bộ ốc. Bộ ốc 110 này nhiều lắm nha anh em. Đủ loại nè, cốt gấp nè, cốt bánh gì nói chung là cũng nhiều lắm nè. Đủ loại hết. Xem cam xem bề nói chung là mình có mình bỏ vô đây hết nè nha anh em. Toàn bộ ốc luôn, nguyên vàng ốc luôn, ốc máy vẫn có luôn nha anh em. Ốc máy có trống luôn nè. Rồi nguyên bộ ốc 110 này bán cho anh em với giá là 450.000. Nguyên bộ bán rẻ cho anh em 450.000 luôn. Đủ ốc trong này luôn nè nha anh em. Mình nhớ là đủ ốc luôn hết gì nè. Bỏ toàn bộ vô đây hết 450.000. Rồi tới cái bộ luôn sầu bằng này nè. Vò đạp. Cần số. Xin tấm giữa. Này là xài cho 110 nha anh em. Cho QS 110 đồ á. Cái ba ga nè. Rồi 1 2 3 4
Rồi 5 món bán cho anh em cái giá là 200.000. Đó, giờ anh em lấy ra xài nha anh em. 5 món 200.000. Rồi tới cái ghi đông. Cái ghi đông 110 nha anh em. 110 thắng đĩa. Thì bán cho anh em cái giá là 200.000. Bao tay zin, dây ga zin rồi còn nè. Nói chung là còn sao mình bán y cho anh em vậy, 200.000. Rồi cặp cát chân. Cặp cát chân đẹp luôn. Xài cho 110, quay 310 rồi xài chung nha anh em. Quay ớt bà lắc là xài chung 250.000. Rồi cặp phục. Cặp phục nai này, nai hàng 1.1 này thì 1.1 này thì nói chung là nai tốt ở ngoài nha anh em, chứ không phải nai zin nha. Mình bán cho anh em cái giá này thì không có nai zin đâu nha anh em. Mình bán cho anh em cái giá là 250.000. Đó, 250.000. Ban nhúng nhẽo ok nha anh em, không bị xì nhớt gì nha. Nè. Không bị xì sượng gì hết, nhúng rất là im nha. 250.000 về cho anh em nào là vô xe. Rồi, cái gác chân. Gác máy nè. Người ta có chế cũng chế cái đồ tắt máy luôn nè nha anh em. Đá chống tắt máy nè. Giờ anh em nào còn muốn xài thì câu điện vô, không xài thì cắt công dây điện này bỏ ra. Bán cho anh em cái giá là 150.000. Xài thì để, không xài thì mình cắt bỏ ra thôi nha anh em, không ảnh hưởng gì hết nha. 150.000. Rồi cái thùng xăng lớn 200.000 luôn. Thùng xăng lớn Black 110 200.000, bó xăng còn đẹp nha, 200.000. Rồi tới cái chắn ba. Cái chắn ba này là 110 xài chung nha anh em. Thì bán cho anh em với giá là 200.000. 200.000 cái chắn ba. Cái cản Black đẹp, xài chung quen pha được nha anh em. Mình bán cho anh em với giá 150.000. Nói chung mấy đồ này xài chung xe 110 là xài chung nhiều lắm nha anh em. Rồi thêm cái bộ sườn lốc giấy nha anh em. Nó sườn lốc giấy này bán rẻ cho anh em luôn nè. Sườn lốc giấy Black 110, hồ sơ cầm tay, giờ anh em ký giấy rồi về sang tên qua luôn thưa anh em. Thì cái bộ sườn lốc giấy này mình bán cho anh em có giá là, rồi bán xả cho anh em luôn nè. Sườn lốc giấy đây mình còn hai mấy bộ, bán cho anh em có giá là 2 triệu luôn nè. Đó, sườn lốc giấy 2 triệu là hồ sơ cầm tay luôn nha anh em. Giờ anh em cứ việc ký giấy, ký nói qua, các anh em sang tên qua, còn trục trặc gì là bên mình bao chỉnh sửa cho anh em nha. Tại vì nếu mà hồ sơ bên mình nó có trục trặc gì á thì mình sẽ bao chỉnh sửa cho anh em. Đó, bao chỉnh sửa cho anh em, tại vì hồ sơ đó mà không bao thì anh em không dám mua. Thì bao cho anh em là nhập được nha. Tại vì giấy tờ bên mình làm rất là kỹ nha anh em. Giấy tờ hồ sơ xe bên mình làm rất kỹ, anh em khỏi lo cái vụ đó. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Rồi, rồi thêm mình nói cho anh em một phần, anh em nào mua hàng á, muốn mua thì chuyển cọc cho mình, còn đợi á, anh em nó chưa rảnh thì nếu mà chưa rảnh á thì anh em nhớ điện lại cho mình, tại vì còn thì mình sẽ chốt, không còn thì mình thôi nha anh em, tại vì nhầm anh em kêu đợi đã rồi bữa sau cái anh em không mua, anh em nó không cần nữa, rồi mình hội người khác, nó nói chung nó tóm lại nó cũng lu bu lắm nha anh em, anh em nào thiện chí mua thì cứ việc cọc sớm cho mình. Đó. Rồi cảm ơn em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.